quen tốt ạ. Quay đối với em xem. Đang nói gì? Cái này nó trong cái quay này nó có nhiều tác dụng lắm. Cái thứ nhất tránh nhầm nhọt, cái thứ hai mình nhớ được ngày chính xác luôn đấy. Cái này là do nhiều khách người ta điện đến, người ta yêu cầu như thế, người ta bảo. Quay như mình. Vâng, đúng rồi. Hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 2019. Và trung tâm chúng tôi rất là vui được đón tiếp chú Nguyễn Tiến Bằng và cùng một số anh em từ ở địa chỉ là Bãi Lâm Thượng, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Mà trước đây chúng tôi cứ gọi Ứng Hòa là Hà Sơn Bình chứ nhỉ? Đây là Ứng Hòa, Hà Nội. Và chúng tôi có hứa hẹn mấy hôm vừa rồi về đây sẽ mua một bộ dàn A97 đẹp. Vâng, thì hôm nay là tí chúng ta xem là có 5-7 bộ A97 rất là đẹp, chú chọn. Thế sau đó là tôi sẽ có trách nhiệm đóng cho chú một bộ theo ý. Và để mời các chú sửa nước, sau đó anh em mình ra đóng giả. Vâng, cảm ơn các chú nhá. Mình hay giới thiệu cho bác. Nếu có tiền mua kỹ cũng thật đấy. Rồi mình chơi, mình mua thì đầy thần có tiền cho nó mua chơi. Khi nào anh vào chỗ Hương này, anh cứ điện điện thoại số này, anh chú đó đi chơi. Em tận sao đón bác rất là chú Hương. Bảo em rượu luôn của cái gì đấy. Cuộn cái dây loa đằng sau cẩn thận vào nhé. Cái này thì nó là một cái truyền trực tiếp này. Anh trực tiếp chúng tôi để ạ. Đúng rồi. Giống bà ơi. Giống bà ra đi. Cho nó ra ngoài này đi. Giống này nâu phết đấy. Tự con ra đi, tự con ra đi, tự con ra đi. Ôi. Mùi là được, mùi. Trước kia Ứng Hòa là cái chỗ gọi là Hà Sơn Bình đấy chứ. Trước kia là Hà Sơn Bình. Thời kỳ tôi còn công tác ở đấy thì là gọi là Ứng Hòa Hà Sơn Bình. Cho cái ở giữa nó đi. Rồi chú cứ để đây đã, chú cứ để đây đã. Chú cứ để hết đây đã, tí cho xe vào rồi tôi bê ra chứ. Cái nồi xe đây. Đúng rồi. Cái nồi xe đây tôi bê. Đúng rồi. Nồi đây cũng được. Không, nồi ra ngoài đường nhá. Nồi ra ngoài đường. Đây ra đường được chưa? Này, không phải ngoan đâu. Danh ghế. Nên nhấc đừng kéo lên nhé. Đừng dựa vào, đừng ai dựa vào dây nhé. Dựa vào dây. Cảm ơn nhé. Cảm ơn các chú nhé. Lúc nào anh em mình sẽ hẹn gặp. Nếu đi đâu chơi thì sẽ đi chơi. Cảm ơn các chú nhé. Vâng.